Xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy cắt góc của VUB. Em sẽ xây một dòng máy cho cả nhà xem ha. Con máy này về còn rất là mới nha cả nhà. Thì khi về công nó có mấy phần này là mới phần cày mới nè, bị cả máy này qua máy kia nè, đủ eco, cắt góc hai bên tới 50 độ. Rồi em xin đọc thông số của con máy cắt góc UB này. Thì con máy cắt góc UB này có model là ES-381. Con này là máy hàng nội địa Nhật nên sử dụng nguồn điện riêng của nó là 100V 14A. Công suất của nó là 1.300W. Có một tua là 3.400 RPM. Máy sử dụng cỡ lưỡi là 380mm. Thì ở trên cặp A nó có ghi thông số là sử dụng cỡ lưỡi là 356-380mm. Thì máy đang sử dụng cỡ lưỡi là 380mm ha. Cắt góc và cắt khô dày tối đa lên tới 150mm là 15 phân. Và lưỡi cưa em có kiểm tra là không mẻ đâu nào ha. Lưỡi cưa này lưỡi cưa riêng hơi máy ha, rất sạch sẽ. Rồi bây giờ em sẽ test thử cho các bạn. Rồi bây giờ em sẽ cắt phong độ trước. Đó, cả nhà coi với cắt ha, rất là trắng sáng và ngọt luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ cắt góc 45 độ hai bên. Cắt chuẩn 100% luôn nha cả nhà. Rất thích dễ thương. Chuẩn chỉnh.
Được, thì em xin đọc lại thông số của con máy cắt góc DUV này. Thì con máy cắt góc DUV này có model là ES-381. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện pin của nó là 100V 14A. Công suất của nó là 1300W. Có vòng tua là 3400 vòng 1 phút. Máy sử dụng cỡ lưỡi là 380mm. 380mm thì nó sẽ cắt tối đa độ dày của phôi là 150mm, là 15 phân. Tổng trọng lượng của một con máy cắt góc DUV này nó nặng là 26,5kg. Thì em bán cho cả nhà một con máy mới không phải là gần 95% như thế này với cái giá là 3.800.000 đồng. 3.800.000 đồng em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói ha. Thì do vấn đề là gần Tết thì cả nhà có thể là chốt hàng cọc phí giúp em. Khai xuân em sẽ cho vận chuyển ngay phụ luôn, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.